Hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại nhà máy của Thaco tại Quảng Nam, nhà phân phối Mazda đã giới thiệu cùng lúc hai mẫu xe CX-3 và CX-30. Trong khi đó, Mazda CX-3 là mẫu SUV đô thị mới lần đầu tiên được chính thức phân phối tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe là sự kết hợp cân bằng giữa phong cách thiết kế năng động của mẫu xe SUV và trải nghiệm lái thú vị, linh hoạt của một chiếc sedan. Tại Việt Nam, Mazda CX-3 được Thaco phân phối gồm 3 phiên bản 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium với giá bán lần lượt là 629 triệu đồng, 669 triệu đồng và 709 triệu đồng, cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng đỏ xám, nâu và xám xanh. Để xe lăn bánh trên đường, ngoài giá bán niêm yết, khách hàng còn phải trả thêm một số khoản thuế phí khác như phí trước bạ, tiền biển số, tiền bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, các chi phí đăng kiểm và phí đường bộ. Theo đó, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Ngoài ra, tiền biển số cũng có sự chênh lệch đáng kể. Ở khu vực 1 sẽ là 20 triệu đồng, trong khi đó ở khu vực 2 thấp hơn nhiều với 1 triệu đồng và khu vực 3 là 200.000 đồng. Chính vì vậy, giá lăn bánh của từng khu vực khác nhau sẽ có sự chênh lệch từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Như vậy, giá lăn bánh của Mazda CX-3 2021 phiên bản 1.5L Premium tại Hà Nội sẽ được tính như sau. Giá niêm yết 709 triệu đồng, cộng phí trước bạ 12% 85,1 triệu đồng, cộng phí đăng kiểm 340.000 đồng, cộng 1,56 triệu đồng phí bảo trì đường bộ, cộng bảo hiểm vật chất xe 10,6 triệu đồng, cộng bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.000 đồng và phí biển số 20 triệu đồng, tổng cộng sẽ là 827 triệu đồng. Cùng với đó, các phiên bản khác sau khi cộng tất cả các khoản thuế phí sẽ có giá lăn bánh là 782 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury và 736 triệu đồng cho bản 1.5L Deluxe. Cùng với cách tính như trên, nhưng giá lăn bánh của Mazda CX-3 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn tại Hà Nội hơn 10 triệu đồng do chênh lệch về lệ phí trước bạ. Cụ thể, giá lăn bánh của từng phiên bản sau khi cộng hết tất cả các khoản thuế phí sẽ là 724 triệu đồng cho bản 1.5L Deluxe, 768 triệu đồng cho bản 1.5L Luxury và 813 triệu đồng cho bản 1.5L Premium. Trên đây là toàn bộ cách tính giá lăn bánh của mẫu xe Mazda CX-3 2021 vừa được ra mắt tại Việt Nam. Nếu bạn quan tâm về mẫu xe này, đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like, chia sẻ và ấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều thông tin hay và hấp dẫn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!